Sáng nay 18 tháng 8, từ điểm cầu chính tại dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng coi phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, đến năm 2030 phấn đấu đưa vào khai thác 5.000 km. Triển khai nghị quyết của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy đầu tư các dự án hạ tầng giao thông đạt kết quả quan trọng và nổi bật. Đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 1.000 km đường bộ cao tốc, đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên gần 2.100 km. Các dự án đang thi công với trên 1.700 km, chuẩn bị khởi công khoảng 1.400 km. Các dự án trải dài qua khắp 48 tỉnh thành trên cả nước. Để đạt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 về phát triển đường cao tốc từ nay đến hết năm 2025, chúng ta phải hoàn thành khoảng 1.000 km đường cao tốc với thời gian chỉ còn khoảng 500 ngày đêm. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng phải quyết liệt chỉ đạo sát sao, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, chính quyền phải hành động quyết liệt, đồng thời vận động người dân và doanh nghiệp trong cả nước đồng tình, ủng hộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm hiệp lực, chỉ bàn làm, không bàn lùi, không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm. Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ban ngành trung ương và các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thu xếp nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA bảo đảm khẩn trương, kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án. Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng trong thu xếp vốn cho chủ đầu tư tham gia các dự án PPP, đáp ứng tiến độ đề ra. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án hạ tầng giao thông đang triển khai, chú trọng việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới, tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, hỗ trợ tạo thêm công ăn việc làm, sinh kế cho người dân địa phương. Theo Thủ tướng, việc triển khai khối lượng công việc lớn trong một thời gian ngắn là thách thức, nhưng cũng là môi trường để thể hiện sự bản lĩnh, sự sáng tạo, năng lực quản lý của các bộ, ban ngành và địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công. Đợt thi đua này cũng là dịp để đánh giá, lựa chọn các nhà thầu thi công tốt, có năng lực, có trách nhiệm triển khai các dự án cao tốc cũng như các dự án trọng điểm quốc gia khác trong những năm tiếp theo. Thay mặt Chính phủ và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, tôi xin phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường cao tốc. Ngay sau lễ phát động này, tôi đề nghị các bộ ngành địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công, các cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành các tiêu chí thi đua phù hợp, tập trung vào những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm và xác định rõ việc hoàn thành các công trường, các công trình, các dự án trên cao tốc, trên các đoạn cao tốc đã và đang được triển khai là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Giai đoạn từ nay đến Đại hội 14, nêu cao trách nhiệm, Đại hội 14 của Đảng đấy, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể, vì danh dự của cá nhân, của đơn vị, của cơ quan, của địa phương mình, vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân về một hệ thống đường bộ cao tốc đồng bộ, hiện đại, phù hợp với phát triển của đất nước chúng ta trong giai đoạn mới. Thủ tướng cho biết, ngay sau lễ phát động, tháng 12 năm 2024 sẽ tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 1, đợt 2 vào tháng 6 năm 2025 và tổng kết phong trào thi đua vào cuối tháng 12 năm 2025. Với thế và lực đã tích lũy được sau 40 năm đổi mới, trong đó có đội ngũ những nhà thầu, những người công nhân lao động đã được tôi luyện, thử thách qua các dự án trọng điểm, quan trọng thời gian qua. Sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân với những thời cơ, thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin rằng với sự quyết tâm, đồng lòng, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đến năm 2025, đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc. Việt Nam đã xuất khẩu được trên 5,1 triệu tấn gạo. 6 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã chi hơn 164 triệu đô la Mỹ để mua rau quả từ Việt Nam. Thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây.
nửa cuối tháng 7, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 37 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng lên hơn 440 tỷ đô la Mỹ. Từ nay đến cuối năm, nếu giữ vững con số 70 tỷ đô la Mỹ một tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước có thể đạt 790 tỷ đô la Mỹ, là con số kỷ lục từ trước đến nay. Dự báo này được cho là khả quan khi thời điểm cuối năm, nhu cầu hàng hóa của hầu hết các thị trường đều tăng, đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 5,1 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý là giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng năm nay đạt mức cao kỷ lục là 636 đô la Mỹ một tấn, tăng 18% so với mức giá bình quân của năm ngoái. Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp dự báo xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục khởi sắc vào cuối năm nay và có thể lập kỷ lục mới vượt mốc 5 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã chi hơn 164 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 4.100 tỷ đồng để mua rau quả từ Việt Nam, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc trong việc nhập khẩu rau quả Việt Nam, chiếm khoảng 5% tổng thị phần xuất khẩu rau quả. Ba mặt hàng nông sản chính đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc gồm chuối, xoài và hạt mè. Ngoài ra, các mặt hàng khác như thanh long, dưa hấu, nấm hương, sầu riêng và dứa cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ từ 40% đến 217% so với cùng kỳ năm ngoái. Tín chỉ carbon lúa là tín chỉ thu được từ canh tác lúa chất lượng cao kết hợp với giảm phát thải. Để bán được tín chỉ carbon lúa thì người trồng lúa không đốt rơm rạ, tăng lượng phân bón sinh học, giảm lượng phát thải khí metan và tạo ra carbon thấp từ trồng lúa. Năm 2023, Việt Nam đã bán trên 10 triệu tấn CO2 với giá là 5 đô la Mỹ mỗi tấn, thu về gần 1.250 tỷ đồng. Chuyên gia đánh giá với dự án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giá trị tín chỉ carbon có thể đạt tới 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hiện Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai tín chỉ carbon cho lúa. Nếu tín chỉ carbon được mua với giá cao thì nông dân sẽ có thêm thu nhập khi họ tuân thủ quy trình giảm phát thải. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ số hóa, các dây chuyền tự động được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong sản xuất. Các doanh nghiệp luôn tự cải tiến công nghệ, hệ thống máy móc của mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. Công nhân này đang sử dụng cánh tay robot để thực hiện việc đánh bóng sơn cho các sản phẩm ô tô điện. Công việc này được thực hiện tự động thông qua một thiết bị điều khiển đã được lập trình sẵn. Đây, khi mà chưa áp dụng tự động hóa thì công việc này thực hiện hoàn toàn thủ công bằng con người và sử dụng các thiết bị mài, điều đấy khiến cho cái bề mặt mài của sản phẩm thì sẽ bị không đồng đều và có thể là xước gây không đạt tiêu chuẩn và cũng tốn rất nhiều thời gian. Nhưng khi áp dụng công nghệ tự động hóa và sử dụng cái cánh tay robot thì sản phẩm sau khi được mài có độ trơn nhẵn đạt theo tiêu chuẩn, giúp tiết kiệm thời gian so với sử dụng thủ công. Có thể thấy, tự động hóa là một trong những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bao trùm nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật nhằm tạo ra sản phẩm ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh. Thế nhưng việc phát triển lĩnh vực này ở nước ta đang gặp không ít khó khăn, thách thức. Nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp của chúng ta cho cái hoạt động này nó còn bị hạn chế. Các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hầu hết là sản xuất ở cái trình độ công nghệ rất là thấp, đồng thời là cái nguồn nhân lực cho công nghệ cao thì cũng chưa được chuẩn bị. Cho nên là bắt tay vào cái việc là đưa công nghệ mới, đưa công nghệ số rồi tự động hóa vào trong sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, để có thể hội nhập và phát triển trong xu thế toàn cầu hóa, lĩnh vực tự động hóa Việt Nam cần có một cộng đồng rộng lớn các chuyên gia tâm huyết, có môi trường học tập, nghiên cứu tốt và một chính sách hỗ trợ phù hợp. Vươn lên làm chủ công nghệ, không lệ thuộc vào nước ngoài là quá trình khó khăn, không chỉ đòi hỏi chính sách đồng bộ của chính phủ và các bộ ngành liên quan, mà còn cần các doanh nghiệp phải thực sự dũng cảm để hỗ trợ sản phẩm trong nước. Thưa quý vị, những năm qua, nhiều cửa sông lớn của tỉnh Quảng Bình bị bồi lấp khiến việc ra vào của tàu cá ngư dân gặp khó khăn. Đã có nhiều tàu cá bị mắc cạn, hư hỏng nặng. Mặc dù các địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nạo vét, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại bị bồi lấp trở lại. Tỉnh Quảng Bình có 5 cửa sông lớn là Ròng, Lý Hòa, Danh, Dinh và Nhật Lệ, thì có đến 4 cửa đã bị cát bồi lấp. Tuy từng thời điểm, nhiều cửa sông có mực nước chỉ còn từ 20 đến 40cm là chạm đáy. Để cho thuyền ra vào, ngư dân phải đợi lúc thủy triều lên và mất nhiều giờ đồng hồ. Một lần càng tàu bè rất phức tạp, hư hỏng, gãy chân vịt lại, gãy
quá nhiều năm rồi, nên cửa cán ngư dân rất là khổ. Quảng Bình hiện có gần 4.000 tàu cá, đa phần là các tàu lớn, không thể ra vào cửa sông, phải neo đậu lênh đênh trên biển hoặc vào neo đậu tại các tỉnh thành khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc trao đổi hàng hóa của ngư dân, mà còn gây khó khăn trong việc kiểm soát tàu cá của lực lượng chức năng. Cửa bị bồi lấp như thế này, thứ nhất là ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra kiểm soát đối với bộ đội biên phòng. Thì buổi tối là nước hơn chảy, tàu không cập vào được cầu cảng, thì từ đó là không thể là rất khó để lên kiểm tra kiểm soát thực tế tại tàu. Chúng tôi đã sử dụng các cái nguồn kinh phí để nạo vét cửa cảng, thì nó đòi hỏi nguồn lực rất lớn, có thể tới hàng nghìn tỷ đồng cho một cái cửa. Đề xuất các bộ ngành trung ương có những hỗ trợ để mà có cái chỉnh trị bờ sông. Việc nạo vét thông luồng các cửa sông không chỉ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền mà còn góp phần phát huy thế mạnh về kinh tế biển, đảm bảo an ninh quốc phòng trên biển. Vì vậy, Quảng Bình cần khảo sát, nghiên cứu phương án khắc phục mang tính lâu dài để giải quyết tình trạng bồi lấp ở các cửa sông như hiện nay. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết thời gian qua đã có hơn 300 đường ngang có gác được bổ sung tín hiệu để gia tăng an toàn. Tuy nhiên hiện vẫn còn thiếu khoảng 400 tỷ đồng nữa để bổ sung tín hiệu cho 184 đường ngang còn lại. Trong đó gần 362 tỷ đồng sẽ được dùng để sửa chữa và nâng cấp hệ thống tín hiệu cho 184 đường ngang có người gác và 38 tỷ đồng để thanh toán và quyết toán kinh phí cho các đường ngang đã hoàn thành trước năm 2023. Để bảo đảm hoàn thành công tác này trong năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét phân bổ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chi hoạt động kinh tế của ngân sách trung ương năm 2024, đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh tế đường sắt năm 2025 là 350 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành toàn bộ 566 đường ngang theo quy định. Để có thêm thông tin nhằm đánh giá sự quan tâm của người dân và các ý kiến đề xuất liên quan đến dự thảo bảng giá đất dự kiến áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh triển khai cuộc khảo sát thăm dò dư luận xã hội trên địa bàn thành phố. Cuộc khảo sát thăm dò dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiến hành trên mạng internet từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2024 nhằm lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân đang sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, theo dự thảo, bảng giá đất điều chỉnh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giá đất ở nhiều nơi tại thành phố tăng cao so với bảng giá đất hiện hữu áp dụng từ năm 2020 đến nay, nhất là ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo chưa phù hợp với tình hình thực tế. Dự thảo này tạo áp lực tài chính lớn, đặc biệt với người dân đang có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, bảng giá đất mới dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã được thành phố tạm hoãn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn, không thực hiện cấp phép, cho phép lắp đặt các màn hình điện tử trong trường hợp cần thiết. Báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định, khẩn trương phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng quy trình cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Đồng thời yêu cầu các quận huyện, thành phố Thủ Đức kiên quyết xử lý, tháo dỡ các bảng quảng cáo, màn hình điện tử không đúng quy định, không đúng kích thước, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho sách giáo khoa các lớp đạt trên 96% kế hoạch, tương ứng với 168 triệu bản để cung ứng sách giáo khoa tới các địa phương cho năm học mới 2024-2025. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa, hỗ trợ người tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội, giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 4 và từ lớp 6, 7, 8, 10, 11, phục vụ năm học 2024-2025, được điều chỉnh giảm so với các năm trước. Và để bảo đảm chính xác, rõ ràng, không gây nhầm lẫn, thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, bảo vệ quyền lợi cho học sinh và người tiêu dùng, bảng giá mới sách giáo khoa đã được niêm yết đầy đủ công khai tại các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc. Từ ngày 17 tháng 8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn kết quả trúng tuyển đại học năm 2024. Thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đã đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển.
Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi, nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đã đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển. Thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất là 17 giờ ngày 27 tháng 8. Tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh bị hủy kết quả. Từ ngày 28 tháng 8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh chưa trúng tuyển, nếu có nhu cầu đăng ký, cần theo dõi các trang thông tin của trường và làm theo hướng dẫn. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi hấp dẫn, ngày 17 tháng 8 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 5 năm 2024. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, ngày hội có sự tham gia của 63 gia đình tiêu biểu đến từ 13 tỉnh, thành phố, khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong 3 ngày đã diễn ra 5 phần thi bao gồm biểu diễn nghệ thuật gia đình tài năng, biểu diễn thời trang gia đình sắc màu, nấu ăn món ngon cuối tuần, đọc sách cùng con và phần thi vui chơi cùng con. Kết quả về giải toàn đoàn, tỉnh Đồng Tháp đạt giải nhất, tỉnh Bến Tre giải nhì và tỉnh Kiên Giang đạt giải ba. Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Sau hơn 7 năm ra đời, hai bộ quy tắc ứng xử, Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đã được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Cùng với sự kiên trì bền bỉ trong công tác tuyên truyền, hai bộ quy tắc ứng xử đã đi vào đời sống, trở thành tiền đề cho việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể, các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử. Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Qua cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cơ bản trên địa bàn thành phố, từ các trường học, bệnh viện, rồi chợ, rồi các cái trụ sở của các cơ quan phường, xã, thị trấn, quận, huyện, thị xã đã tổ chức niêm yết, đã tổ chức quán triệt và có thể nói đã tuyên truyền rất tốt cái bộ quy tắc ứng xử này để ở nơi công cộng và ở nơi công sở thì đã đến được với cán bộ, đảng viên, nhân dân và trên tất cả đó là công dân thủ đô. Với những nỗ lực không ngừng, việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử tại các cơ quan, di tích và nơi công cộng đang dần hình thành nên lối ứng xử văn minh của người dân thủ đô, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời nâng cao hình ảnh Hà Nội trong mắt du khách trong và ngoài nước. Gắn các cái biển quy tắc ứng xử nơi công cộng thì người dân tự dưng khi về đến đó họ nhìn thấy cái đó thì họ đã thấy là có cái sự đổi mới và khác lạ, và tự dưng là mỗi người dân đã có ý thức hơn trong cái việc mà mình đảm bảo xây dựng bảo vệ cảnh quan môi trường ở tại di tích, và du khách đến với từng cái khu di tích đấy cũng thấy là di tích đẹp hơn, sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn, và mọi người đều có ý thức nâng cao hơn. Đến phủ thích lắm. Mọi người chung quanh hay là những phủ đền hay là các ông trông nom các thứ thì văn hóa tốt lắm. Mà cô rất là thích, mà rất hay lòng. Văn hóa thanh lịch, văn minh là niềm tự hào của Hà Nội, đồng thời là đại diện tiêu biểu cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Vì thế chúng ta luôn mong muốn gìn giữ và phát huy những giá trị này cho hiện tại và tương lai.